Đây, chào bà con cô bác. Hôm nay Xuân đã về. hôm nay Xuân đã về và đi ngang qua cái nhà anh hàng xóm đẹp trai thì thấy anh gói bánh chưng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy không? Gói rất là đẹp, vuông vức, rất là đẹp. Thế thì bây giờ cùng mình tìm hiểu xem anh ấy có những bí quyết gì mà gói đẹp thế các bạn nhé. Cùng nhìn anh ấy gói nào. Bí quyết anh gói sao mà đẹp vậy anh? Có cái kỹ thuật gì không? Sao? Cái lá đầu tiên là phải như nào nhỉ? Mình biết đâu, mình cứ nói theo các cụ ngày xưa gói sao mình theo vậy. À, thì là sao? Học học các cụ ngày xưa. Đây, cùng các bạn cùng nhìn anh ấy gói nha. Gói cho nó nhỏ. Đúng gói là em phải có hành ấy, mà không có hành thì nó không ngon. Có hành thì nó nhưng mà có hành nhanh hư, hả? nhanh hành nhanh nhanh hư Có hành nhanh hư à? này, hành nhanh hết Năm nào ăn thịt mỡ dưa hành này, năm nào cấu đỏ mà ăn bánh chưng nhà anh cũng ngon nhất xóm này. thịt mỡ dưa hành cấu đỏ này. Ở trong nguyên nhân anh bỏ những cái gì vậy? Đậu thịt Thế còn hai xúc anh bỏ tất cả một cái bánh chưng thì mấy cái xúc gạo, mấy cái bát gạo? hai bát Ở dưới một bát, trên bát à? Lớp gạo, lớp đầu, lớp cùng gói thịt. à, cùng gói à, đây đây đấy, thằng này thông minh chưa, nó cũng biết, Không nó cầm làm lá được nữa, ai làm gì mà anh này? Đây lá của em để em, lá này gói bánh chét. Không, thấy rùa rùa đấy này, thấy là mình xấu. Không phải. Nó đẹp này. Đẹp đi ba năm viên làm sâu nó ăn cũng rất là nghệ thuật. Đấy, sâu ăn nghệ thuật đúng, thật đấy chứ. Tôi tưởng chú làm gì đấy. Đâu có. Anh ơi. Alo. Hola. Hola. Nói cái này đúng ra là có người phụ thì nó nhanh, có người phụ Đưa thì vợ đâu nó vợ đi kiếm tiền, nói mình nói nhà này giờ này, 5 người kiếm tiền nuôi một mình thằng Nghĩa. Bộ như năm đâu? Bốn. Ui đẹp thế, đúng là đẹp mê ly ấy. Vuông vức hề, y như là khuôn làm từ giống như máy móc ra đấy. Quấn quấn ngay cái thành ấy nhỉ. Tất cả là chỉ có bốn cái lạc thôi, quá đẹp luôn. Ngày xưa cụ bó nhiều lạc hơn mình giờ không, chỉ bốn lạc thôi. Đây là gói theo các cụ ngày xưa đấy. Ngày xưa cũng bó 6-8 lạp. Tất cả là bốn gói là gồm có bốn cái lá thôi, bốn cái lá dong, bốn cái lạp, hai bát gạo, nhân thịt đậu. Có hành thì ngon nhưng mà sợ hành lại để không được lâu, quá đẹp luôn các bạn.